Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022, gồm có đài Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog, một đăng ký một like nhé các bạn nhé.